Thì em là Lê Trang, hiện tại đang là CEO và founder của 12 cửa hàng Cơm Gà Mang Đi và giao hàng tận nơi tại thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ với hai thương hiệu đó là Cơm Gà Lê Trang và Cơm Gà Takayo tại Sài Gòn. Em là cử nhân quản trị kinh doanh và có 6 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Thì em cũng đã bắt đầu kinh doanh từ năm 2015 và bắt đầu từ năm 3 đại học đến giờ thì hầu như là bắt đầu xây dựng từ con số 0, cho nên là cái quá trình phát triển của mình cũng may mắn, đó là mình đi lên từ những cái bậc thấp nhất của doanh nghiệp, mình phát triển đi lên từ nghề, cho nên là em cũng có khá nhiều cái sự trải nghiệm hay ho trong việc vận hành doanh nghiệp. Và may mắn là năm 2017 em có duyên gặp BDCA và theo học thầy Trọng cho đến hiện tại, và cũng là một trong những cái thành viên đầu tiên và nhỏ tuổi nhất của biệt đội FOH. Chính nhờ có cái duyên tham dự vào BCA và FOH mà em mới có được đạt được những cái thành công như hiện tại. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã dìu dắt, đã chia sẻ. Và để đến hiện tại thì đây là một số những cái hình ảnh liên quan đến cái doanh nghiệp của bên em và sản phẩm của bên em. Thì hiện tại bên em là có hai thương hiệu, chủ yếu là bán Cơm Gà Mang Đi và giao hàng tận nơi. Đây là một cái mô hình rất là linh hoạt. Và sứ mệnh của bên Cơm Gà Lê Trang và Takayo chính là mang đến những cái bữa ăn không chỉ ngon mà còn phải lành, và chăm sóc sức khỏe người Việt thông qua những cái bữa ăn hàng ngày. Và ngay từ những ngày đầu tiên thì bên Trang đã có một triển khai một cái mô hình, đó là mua hàng mang đi và giao hàng tận nơi, hướng đến sự tiện lợi, dịch vụ chu đáo. Và trong cái thời điểm dịch bệnh như thế này thì bắt đầu là cái mô hình của mình cũng may mắn là bắt đầu nó phát huy hiệu quả và nó rõ ràng nhất có thể, bởi vì là những cái dịch vụ bán ăn uống tại chỗ đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được mở, nhưng mà bên em đã khôi phục được cái mô hình kinh doanh từ tháng 9 và tháng 10 rồi. Bắt đầu có thể là khi mà bắt đầu có những cái chỉ thị nới lỏng giãn cách một xíu thì bắt đầu bên em đã có những cái hoạt động để có thể quay trở lại. Và với một cái mức giá hợp lý thì hy vọng là cái thương hiệu của mình và những sản phẩm với những cái giá trị mà mình mang đến nó có thể tiếp cận được nhiều nhất. Những cái khách hàng có thể từ sinh viên cho đến những cái người đi làm cho đến các anh chị bận rộn. Thì đây chính là những cái yếu tố chính và mô hình chính mà bên thương hiệu Cơm Gà mang đến và phục vụ cho khách hàng, cũng là đôi nét về bản thân của em. Thì và để có được những cái thành quả như mà chị Như vừa nói, chính là em cũng đã có được khoảng 150 nhân sự đang làm việc và gắn bó cùng với hệ thống. Và ngay từ những ngày đầu tiên thì chỉ có một mình em làm việc thôi, thì đến thời điểm hiện tại thì để có được cái hệ thống như thế này chính là nhờ sự nỗ lực sáng tạo và sự đoàn kết miệt mài của hàng trăm nhân sự có cùng ý chí, cùng tư duy và cùng hệ văn hóa. Những cái ngày đầu tiên với những cái nhân sự đầu tiên thì Trang khá là bất ngờ, với khi nhìn lại mình cảm thấy là các bạn đi cùng mình, họ có cái gì đó, họ giống cái tính của mình, họ giống cái suy nghĩ của mình. Mình chủ động thì họ cũng không có lười, họ cũng rất là chủ động, họ rất là linh hoạt, họ rất là đa nhiệm và họ cũng rất là trẻ. Thì mình cũng thấy lạ lạ, nhưng mà lúc đó thời điểm trước thì khi mà chưa đi học BCA thì em vẫn chưa có định nghĩa được, chưa có gọi tên được đây là cái việc gì. Và đến khi mà đi học BCA thì em mới gọi tên được, đó là tại sao những cái nhân sự đó họ lại có cái nét giống mình mà đến thời điểm hiện tại họ vẫn gắn bó với mình. Thì đó, hai từ đó chính là văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp là một trong những cái điều mà khi mà học BCA em bỏ hòa ra và xây dựng từ năm 2019 đến thời điểm hiện tại, mất rất nhiều thời gian, nhưng cũng rất là điều em cảm thấy tự hào. Bởi vì khi mà em hỏi nhân sự là
các bạn đi làm ở đây các bạn thấy như thế nào. Thường là các bạn sẽ có cái bài review đánh giá, thì các bạn luôn nói cái điều mà em hạnh phúc nhất là chị Giang ơi, thì em coi cơm gà như là cái gia đình thứ hai của em vậy. Nhiều khi các bạn hết ca các bạn không về, các bạn cứ ở đó, mà đôi khi mình phải la các bạn về, tại vì cứ ở đó thì cứ đông người quá thì cũng không hay. Và các bạn nhân sự mà gắn bó với Lê Trang trên 2 năm, từ 2 đến 4 năm là gần như là khoảng 40% cái tỷ lệ nhân sự. Đây là một trong những cái tỷ lệ mà em cảm thấy rất rất là hài lòng. Bởi vì những cái bạn mà khi mà gắn bó với mình, họ đi vào cùng với mình từ những ngày mà mình không có gì và họ cũng không có gì. Và đến thời điểm hiện tại họ trở thành những cái, họ vượt lên những cái vị trí quản lý, những cái vị trí điều hành và giúp đỡ cho hệ thống phát triển rất là nhiều. Và nếu như một mình Lê Trang thì chắc chắn sẽ không bao giờ xây dựng được cái hệ thống nó hoàn chỉnh như vậy. Và cái điều tiếp theo nữa đó là mỗi lần có một cái dự án hay một cái kế hoạch kinh doanh nào đó cần triển khai thì các bạn lại nói là làm tới đi chị, tụi em lo được. Đây là cái điều mà mình cảm thấy là chỉ có cái đội ngũ của mình họ mới hăng hái, họ mới năng động như vậy. Và rất là khó để đi đến những cái đội ngũ khác mà mình tìm thấy được cái nét như thế này. Thì đây cũng lại là một cái biểu hiện của một cái văn hóa, một cái nét văn hóa chỉ có ở bên cơm gà. Và có một cái điều đặc biệt nữa em xin phép chia sẻ về cái câu chuyện của bên em trước khi mà em đi vào cái nội dung chính ngày hôm nay. Đó chính là trong một cái câu chuyện về tất niên năm vừa rồi. Thì trước khi chuẩn bị tất niên năm ngoái thì năm nào tụi em cũng có một cái buổi lễ tổng kết năm khá là lớn cho tất cả các thành viên nhân sự của mình tham gia. Và năm vừa rồi thì một năm mà em họp tất cả quản lý lại, quản lý cửa hàng khá là cấp, cũng khá là thấp. Thì em mới cho một cái bạn một cái yêu cầu, đó là năm nay chỉ cần tổ chức một cái sự kiện tất niên. Tuy nhiên là nhiều năm trước là ban lãnh đạo là người trực tiếp chuẩn bị cái tiệc tất niên này. Và cái tiệc tất niên này là cái buổi tiệc mà nó bao gồm tất cả các thành viên của gia đình mình. Đây là một buổi tiệc rất quan trọng để tổng kết một năm vừa qua chúng ta đã làm gì, chúng ta đã gắn bó như thế nào, để có một năm để chúng ta nhìn, có một dịp để chúng ta nhìn lại tất cả những cái thành quả mà chúng ta đã đạt được trong năm vừa qua. Thì đây là buổi tiệc rất quan trọng, thường thì chị sẽ để cho ban lãnh đạo làm việc. Nhưng lần này chị muốn trao cái cơ hội để phát triển này cho các bạn. Và chị có ba yêu cầu. Thứ nhất đó là làm sao để đây là một cái buổi tiệc không quên. Không quên các bạn làm gì chị không biết, nhưng mà nó phải mang cái màu sắc của gia đình gà, mang cái mùi gà trong đó. Cái thứ hai nữa đó là làm sao các bạn gắn kết được đội ngũ làm cùng các bạn. Chỉ cần một cái ekip mà các bạn cần tập hợp trong đội ngũ. Và cái điều thứ ba rất quan trọng, các bạn bỏ thời gian, bỏ công sức, thậm chí là bỏ tiền bạc để thực hiện cái dự án này, để thực hiện cái chương trình này. Viết kế hoạch và gửi ngân sách cho chị. Chị chỉ là người duyệt kế hoạch và chuyển ngân sách cho các bạn làm thôi. Và các bạn làm cái điều này không lương. Các bạn vẫn phải duy trì cái công việc của các bạn ở hệ thống, ở cửa hàng. Tuy nhiên các bạn phải, khi mà các bạn đã đảm nhiệm cái vị trí tổ chức cái sự kiện tất niên này, thì các bạn sẽ phải hoàn thành cái công việc này đúng thời hạn, đúng yêu cầu và không lương gì hết. Nhưng đổi ngược lại, các bạn có gì? Các bạn có trải nghiệm, các bạn được nâng cấp chính bản thân mình, các bạn được thử sức trong một cái sự kiện hàng trăm người mà không phải lúc nào các bạn cũng có dịp và không phải lúc nào cũng có người cho các bạn làm cái điều này. Nếu như các bạn làm tốt, chúng ta có những cái kỷ niệm bên nhau tuyệt vời và những cái thành quả phấn đấu của các bạn được ghi nhận trong cái buổi tiệc hôm đó. Còn nếu các bạn thất bại thì coi như chúng ta có một bài học cùng nhau. Thì mọi người biết không, là sau cái buổi họp hôm đó em chỉ cần 10 thành viên thôi, nhưng mà cuối cùng là các bạn đăng ký 30 thành viên tham dự và cam kết tham gia từ đầu đến cuối chương trình. Tới cái ngày mà các bạn tập hợp được hơn 30 thành viên trong cái ban tổ chức tất niên đó, thì em còn nói là các bạn suy nghĩ kỹ lại, nếu như các bạn đã tham gia vào sự kiện này thì các bạn không có rút ra, không có kiểu là chị ơi em
kẹt công việc rồi em học hành em này kia các thứ không có. Một khi đã làm rồi phải làm cho tới, làm 100%. Bây giờ là cơ hội để các bạn rút ra, còn khi bạn đã vào rồi các bạn không được quyền rút ra nữa. Và đến thời điểm cuối cùng thì vẫn 30 con người ấy đã làm nên một cái đêm tất niên bùng nổ ở Lê Giang, và các tổ chức rất rất là chu đáo cho các bạn nhân sự ở Sài Gòn về tận Cần Thơ để dựng cái buổi tiệc tất niên đó. Và đó là một cái điều mà làm cho em rất là xúc động và tự hào với cái đội ngũ nhân sự của mình. Và bao nhiêu trong số các anh chị cảm thấy là với một cái đội ngũ như vậy thì cũng tạm được, khi mà mình giao một cái nhiệm vụ, một cái dự án nào đó mà các bạn tranh nhau làm, thi nhau làm thì cũng tạm được. Các anh chị cho em cái comment số 9 à. Dạ, cảm ơn tất cả các anh chị. Và đó, để đạt được cái điều đó thì chỉ có thể đến từ văn hóa. Vậy thì văn hóa là gì? Và tại sao văn hóa doanh nghiệp lại quan trọng với hệ thống như vậy? Thì em xin chia sẻ 3 nội dung chính trong khoảng 1 tiếng sắp tới về cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Là thứ nhất đó là văn hóa doanh nghiệp là gì? Tại sao chúng ta cần phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp? Và những cái yếu tố nào để mình xây dựng được văn hóa doanh nghiệp, và văn hóa nào nó phù hợp với công ty của mình? Tại vì mỗi một cái công ty sẽ có cái nét văn hóa riêng biệt khác nhau. Văn hóa cơm gà nó khác với văn hóa của một cái công ty làm trường mầm non chẳng hạn. Trường mầm non thì chắc chắn sẽ phải có những cái giá trị về yêu thương, về chăm sóc. Và vậy thì làm sao để chúng ta lựa chọn được những cái yếu tố để xây dựng nên cái nét văn hóa doanh nghiệp? Thì các anh chị vui lòng là đi cùng buổi workshop này đến cuối chương trình nhé. Và đây, văn hóa doanh nghiệp là một hệ thống niềm tin ý nghĩa được chia sẻ bên trong tổ chức, ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành động của tất cả các thành viên. Ý thức đó hướng tới tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu lâu dài của doanh nghiệp. Hiểu đơn giản, văn hóa doanh nghiệp là một nơi để tập hợp tất cả những cái con người có cùng quan điểm, cùng hệ tư tưởng, cùng cái lý tưởng, cùng cái cách làm việc với nhau. Và có một cái định nghĩa mà em rất là thích khi mà học DCA, rất là trực quan, rất là dễ hiểu. Và trong cái buổi chia sẻ của thầy Trọng ở trong lớp tự động hóa 1, tự động hóa nền tảng, và trong cái quyển sách tự động hóa của thầy Trọng, quyển 1 của mọi người, thì có một cái định nghĩa khá là hay về văn hóa doanh nghiệp. Dạ đây, văn hóa doanh nghiệp được ví như bể cá với dưỡng khí và môi trường phù hợp để những chú cá trong đó phát triển mạnh mẽ. Em thấy cái định nghĩa này rất là hay, rất là trực quan, rất là dễ nhớ và rất là dễ ứng dụng. Bởi vì trong một cái hồ cá mà mình nuôi, mà nếu như ở trong đó nó có đầy đủ dưỡng khí, có đầy đủ môi trường phù hợp với những chú cá trong đó, môi trường phù hợp với những con cá trong đó nữa, thì những con cá đó nó sẽ được tự do bơi lội, tự do phát triển, tự do sinh trưởng và lớn hơn mỗi ngày, phát huy được năng lực và thế mạnh của mình mỗi ngày. Ngược lại, nếu như cái môi trường đó nó không có phù hợp, thì những cái con cá ở trong đó, nó giống như nhân sự của mình đó, sẽ có xu hướng là nhảy sang cái bể khác, qua cái môi trường khác làm. Hoặc cái điều nguy hiểm hơn, đó chính là chính vì không phù hợp về môi trường, chính vì xung đột giữa những cái con cá với nhau, dẫn đến tình trạng là mất dần cái năng lực sáng tạo, mất dần cái năng lực tư duy, và sẽ đi xuống và sẽ chết dần ở ngay chính trong cái bể cá doanh nghiệp hiện tại. Thì văn hóa doanh nghiệp là cái việc mà mọi người cần phải chú ý xây dựng rất kỹ, bởi vì cái môi trường làm việc trong đó nó ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả và tư duy làm việc của nhân sự. Vậy thì văn hóa doanh nghiệp mang lại lợi ích gì? Văn hóa doanh nghiệp giúp cho đội ngũ, giúp cho doanh nghiệp thu hút nhân sự, giữ chân được nhân sự, thanh lọc nhân sự và tránh đi cái tình trạng tham nhũng và chia rẽ bên trong nội bộ.
Và để mọi người hiểu sâu hơn về bốn cái yếu tố là tại sao lại là thu hút nhân sự, giữ chân nhân sự, thanh lọc nhân sự, thì em xin phép chia sẻ 8 cái giá trị cốt lõi của bên cơm gà Lê Trang và cơm gà Takayo. Đây là 8 cái giá trị cốt lõi khi mà em đi học DCA em đã gọi tên và hình thành được. Và đây cũng là một trong những cái điều mà giúp cho hệ thống có được cái góc nhìn bài bản hơn để làm việc và phấn đấu cùng nhau. Thứ nhất, điều đầu tiên của hệ thống khi mà tất cả các bạn bước vào hệ thống cơm gà làm, đó chính là sự chủ động. Yêu cầu các bạn là phải chủ động học, chủ động làm, chủ động chia sẻ và chủ động kết nối. Bạn vào đây, cái câu hỏi phỏng vấn đầu tiên của các bạn đó chính là: bạn có phải là người trì trệ không? Bạn thường đi làm, khi mà các bạn ngày đầu tiên các bạn đi làm, các bạn sẽ làm cái gì? Nếu như trong câu trả lời của các bạn đó có cái câu gọi là em sẽ học hỏi những các anh chị đi trước, em sẽ chủ động nhìn các anh chị làm gì thì em làm đó, thì đây các bạn đã ghi được một điểm. Bởi vì đó chính là cái nét văn hóa rất là quan trọng đối với cơm gà và đối với những cái bạn làm dịch vụ. Bởi vì nếu như làm dịch vụ chúng ta không chủ động, chúng ta ù lì, chúng ta thật ra vẫn có việc gọi là làm theo quy trình. Tuy nhiên nếu như không có sự chủ động, linh hoạt để học hỏi và thích nghi thì rất là khó để phát triển và làm việc cùng với nhau. Cái nền tảng thứ hai đó chính là sự trung thực. Trung thực ở đây chính là trung thực với chính mình và trung thành với tổ chức. Thứ ba là trách nhiệm. Tôi chịu trách nhiệm 100%. Làm sai là nhận, không có bao biện, không có đổ lỗi. Bên hệ thống của em là khi mà ví dụ các bạn làm sai cái gì đó thì các bạn là thôi nhận. Dạ em xin lỗi, em sẽ tìm cách em không có tái phạm nữa. Và ví dụ như có một cái điều mà khá là gắt ở trong hệ thống, ở trong cửa hàng các bạn đi làm, thì các bạn đi làm mà trễ một phút thì các bạn sẽ bị phạt 1.000 đồng. Ở lần thứ hai các bạn đi trễ một phút phạt 2.000 đồng. Và lần thứ ba các bạn đi trễ một phút các bạn bị phạt 10.000 đồng. Và lần thứ tư các bạn đi trễ thì các bạn không cần đi làm nữa. Và đây là cái điều mà thể hiện cái sự trách nhiệm của các bạn. Các bạn đôi khi các bạn có những bạn đầu vào, khi mà đọc cái bản nội quy của bên em thì các bạn khá là dội, bởi vì nó là tại sao yêu cầu khó khăn như vậy. Thì thật ra là đây là thể hiện cái trách nhiệm của bạn đối với công việc. Một bạn đi làm, các bạn là một mắt xích trong một cái chuỗi hệ thống. Nếu như ví dụ các bạn làm bếp, mà bếp ở cửa hàng chỉ có một bạn thôi, mà bạn đi vào trễ, thì ai sẽ là người làm? Có phải là quản lý vào làm không? Vậy thì quản lý vào làm thì ai sẽ là người coi hướng dẫn các bạn ở phía trước? Các bạn đi trễ một lần có thể là do cái yếu tố khách quan, có một cái sự cố nào đó các bạn được tha thứ. Các bạn đi trễ lần thứ hai là bởi vì sự bao dung. Các bạn đi trễ lần thứ ba là các bạn đã vi phạm quá nhiều nguyên tắc, và các bạn đã không tôn trọng hệ thống, không tôn trọng những cái bạn làm chung rồi. Thì các bạn lần thứ tư mà các bạn đi trễ nữa thì các bạn chúng ta cũng không có cùng với văn hóa doanh nghiệp của mình, bởi vì các bạn không có trách nhiệm trong công việc. Thì đây là một trong những cái điều mà bên em chia sẻ ngay từ đầu khi mà các bạn bước chân vào hệ thống. Và đó cũng chính là hai chữ trách nhiệm này cũng chính là nền tảng cho tất cả những cái quy định, những cái kỷ luật mà bên em áp ra cho các bạn để các bạn thực hiện. Cái tiếp theo nữa đó chính là hiệu quả. Làm hết việc chứ không làm hết giờ. Đôi khi trong hệ thống và đặc biệt là trong cái ngành hàng F&B, các bạn làm doanh nghiệp thì có những ngày đông hoặc là có những ngày có những cái sự cố phát sinh, đợi hàng hóa này kia các thứ, thì các bạn phải không phải hết ca là về, các bạn phải làm sao mà bàn giao cái ca làm việc của các bạn thật là sạch, thật là đẹp và thật là hoàn thiện, chỉnh chu thì các bạn mới được về. Làm việc hiệu quả chính là làm hết việc chứ không làm hết giờ. Và cái phần tiếp theo nữa đó chính là đoàn kết. Đoàn kết ở đây thì các bạn luôn luôn có cái tinh thần, bởi vì các bạn trẻ cho nên là các bạn thường là bên đội ngũ của bên em làm việc cái việc này khá là tốt. Các bạn khá là thân thiết với nhau, các bạn khá là dễ làm thân với nhau. Và luôn luôn có cái tinh thần gọi là động viên, khen nhau khi mà làm tốt. Và em cũng khuyến khích luôn đó là chia sẻ và nói xấu nhau ở trước mặt chứ đừng nói sau lưng,
để chúng ta cùng nhau phát triển hơn, nói lên những cái điều mà các bạn làm chưa tốt để mình cải thiện hơn. Trên nền tảng là xây dựng để mình phát triển lên. Và cái yếu tố thứ 5, thứ 6 của bên anh 8 cái chuyện cốt lõi đó chính là giải pháp. Muốn làm, quyết làm sẽ biết cách làm. Và muốn làm, quyết làm thì mới cho làm. Thì đây cũng đây chính là cái yếu tố mà giúp cho việc mà cái dự án những dự án mới của em bên em được triển khai rất là nhanh. Và cái thứ hai nữa là đó là cái câu chuyện, đó cũng chính là một trong những yếu tố mà làm cho cái câu chuyện ở đầu giờ em có chia sẻ về câu chuyện thất niên đó. Là các bạn muốn làm, quyết làm thì mới cho làm. Và khi các bạn làm rồi, các bạn sẽ có vô vàn những cái khó khăn trở ngại. Tuy nhiên các bạn có học, có làm, có muốn thì các bạn sẽ có cách. Và cái tiếp theo nữa đó là chế độ phục vụ trên cả sự mong đợi. Với tốc độ hoặc là nhanh, giao hàng đúng hẹn. Phục vụ nhanh nhẹn, giao hàng đúng hẹn. Và đây là 8 giá trị cốt lõi mà bên em xây dựng cho hệ thống cơm gà. Thì tại sao 8 cái giá trị này lại được lựa chọn? Bởi vì khi mà trước khi mà đi vào BDCA để học thì bên em cũng đã có những cái yếu tố này rồi. Giống như là mình thấy được nhân sự của mình nó có cái nét gì đó nó giống mình. Khi mà đi học ở BDCA, học được từ thầy Trọng thì bắt đầu thầy Trọng mới gọi được cái tên, đặt được cái tên cho những cái giá trị, cho những cái giá trị cốt lõi này. Và đó cũng chính là cái yếu tố thứ tư. Yếu tố thứ ba giúp cho cái việc gọi là làm sao để mình xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp, lựa chọn được những cái giá trị văn hóa doanh nghiệp phù hợp. Thứ nhất đó là phù hợp với giá trị của người chủ doanh nghiệp. 8 giá trị cốt lõi đó ở cái giá trị đầu tiên, ví dụ ở cái giá trị đầu tiên là giá trị về sự chủ động. Bản thân cái người chủ doanh nghiệp, người lãnh đạo phải có sự chủ động, phải có sự linh hoạt, phải có sự thích nghi, phải có sự chuyển biến mới mẻ, đổi mới liên tục khác nhau. Thì đó là lý do tại sao mà cái giá trị chủ động là cái giá trị đầu tiên mà Lê Trang đưa vào hệ thống của mình. Thứ nhất là nó phải phù hợp với giá trị của người chủ doanh nghiệp. Cái thứ hai đó là phù hợp về mô hình và ngành nghề. Hiện tại thì bên cơm gà là phục vụ cái sản phẩm cơm gà mang đi và giao hàng tận nơi. Thì cái giá trị thứ hai mà Lê Trang lựa chọn đó chính là trung thực. Đó chính là phục vụ, em xin lỗi, đó chính là sự phục vụ trên mức mong đợi của khách hàng. Bởi vì cái sản phẩm của bên em đó chính là cơm gà mang đi và giao hàng tận nơi, thì nó đòi hỏi là làm sao phải nhanh, gọn, chỉnh chu. Khách hàng ghé tới trong vòng 5 đến 10 phút, là 3 đến 5 phút thôi là đã phải có một cái phần ăn mang đi rất là nhanh rồi. Thì làm sao mà để đẩy mạnh cái việc phục vụ đó lên càng nhanh càng tốt, thì đó là luôn luôn lúc nào cũng phải đặt lên cái giá trị phục vụ lên hàng đầu. Để các bạn lúc nào cũng phải nhìn khách coi là khách cần thiếu cái gì, cần nâng cấp cái gì, cần cải thiện cái gì cho sản phẩm của mình. Cái điều thứ ba để lựa chọn được cái nét văn hóa doanh nghiệp đó chính là phải phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp. Dĩ nhiên rồi, tất cả những cái doanh nghiệp mà làm kinh doanh thì đều phải có mục tiêu. Điều này rất là quan trọng, bởi vì khi mà chúng ta đạt được mục tiêu, có mục tiêu thì tất cả mọi người mới cùng đi cùng một hướng và không có bị lệch lạc về suy nghĩ, về quan điểm. Thì cái văn hóa doanh nghiệp xây dựng dựa trên cái mục tiêu đó chính là hướng đến mục tiêu, hướng đến tầm nhìn, thì tất cả mọi người sẽ có cùng cái cách rèn luyện trên nền tảng của cái sứ mệnh là phục vụ khách hàng chu đáo hơn. Ví dụ tầm nhìn của cơm gà Lê Trang là trở thành chuỗi cơm gà lớn nhất Việt Nam trên nền tảng sứ mệnh là chăm sóc khách hàng mỗi ngày, thì văn hóa của cơm gà Lê Trang chính là theo đuổi cái văn hóa về trung thực và tốc độ. Trung thực ở đây đơn giản có nghĩa là mọi người ăn gì, mình ăn cái gì mình bán cái đó. Hệ thống cơm gà sẽ chỉ bán những cái thứ mà bản thân nhân sự dám ăn, dám cho gia đình mình ăn,
thậm chí là cho con cái mình ăn, chứ không phải là cái này để bán và cái này là để ăn. Và cam kết cho khách hàng những bữa ăn không chỉ ngon mà phải thực sự là lành. Thì đó là những cái giá trị mà ngay từ đầu, trước khi được đi học về quy trình, đi học về hệ thống, Lê Giang đã rất là chú ý chia sẻ với các bạn nhân sự. Bởi vì thực ra sau này khi mà ứng dụng cái hệ thống quy trình làm việc, quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và cái cách hướng dẫn các bạn chế biến, thì rõ ràng các bạn có làm sai thì mình cũng khó mà nhận ra được. Nhưng nếu chúng ta làm được cái việc gọi là làm sao để các bạn trung thực trong từng cái hành vi của mình, trung thực với khách hàng, xây dựng được cái cách làm việc để mình luôn luôn tạo ra cái sản phẩm là mình dám ăn, dám cho gia đình mình ăn, thậm chí là cho con cái mình ăn, thì mới đến khách hàng. Luôn luôn đặt cái khách hàng giống như là mình nấu cho khách hàng của mình là giống như gia đình của mình vậy đó. Thì đó là cái yếu tố mà Lê Giang xây dựng cái vấn đề về trung thực. Cái thứ hai đó là cái yếu tố cuối cùng, đó chính là phù hợp với USB, nét đặc trưng khác biệt. Nét đặc trưng khác biệt của bên hệ thống công nghệ Lê Giang đó chính là mang đến sự tiện lợi và lúc nào cũng phục vụ khách hàng trên cả sự mong đợi. Thì cái văn hóa đó phải phù hợp với cái tính chất đặc trưng mà sản phẩm mang lại, và làm sao để nhân sự lúc nào cũng định hướng phát triển và sáng tạo để tạo ra cái lợi thế cạnh tranh khác biệt. Thì cái yếu tố tốc độ là một trong những yếu tố tiên quyết. Cái giá trị tốc độ là một trong những cái giá trị tiên quyết. Làm sao để phục vụ nhanh hơn, làm sao để giao hàng nhanh hơn, làm sao để phủ sóng cơm gà nhiều hơn ở khắp các tỉnh thành. Thì đó chính là một trong những cái mà Lê Giang đưa vào cái 8 cái giá trị cốt lõi để làm sao để khiến cho cái sản phẩm của mình và cái thương hiệu của mình được bay cao và bay xa hơn. Và đây là bốn cái yếu tố giúp cho Lê Giang lựa chọn được 8 những cái giá trị cốt lõi phù hợp với doanh nghiệp và với cái mô hình kinh doanh của mình.